nhờ con gái bổ mít cho khách ăn, đến khi bưng ra ai cũng lắc đầu ngao ngán. Nhiều thanh niên trong hội độc thân đưa ra tiêu chí lấy vợ vô cùng đơn giản, đó là chỉ cần mưa biết chạy vào nhà, không đi dép trái và thuộc bảng cửu dương. Tuy nhiên đến khi xem xong đoạn clip này thì phải suy nghĩ lại, bởi không ổn chút nào. Theo đó, hôm nay mẹ có những người bạn thân thương đến chơi nhà. Vì phải bận ra bếp nấu nướng nên mẹ nhờ cô con gái tuổi đôi mươi bổ quả mít đãi khách ăn. Thế nhưng khi bưng ra thì ai nấy đều lắc đầu ngao ngán. Trong khi đó mẹ cũng cạn lời đến nơi, vì sống mấy chục năm chưa ai bổ mít kiểu này bao giờ. Nhi ơi, ra bổ mít cho mẹ đấy. Bổ đi. Ra đây, bổ cho mẹ mày đang đi vào bếp đây, thằng mất rồi. Từ những gì quay lại cho thấy cô gái nữ công gia chánh bổ mít theo kiểu độc lạ Bình Dương rồi sắp ra dĩa, vừa bưng ra ai nấy đều hứng khởi vì tưởng được đãi loại trái cây mới có kiểu cắt giống dưa hấu nhưng hình thù lại giống quả mít. Cho đến khi cầm lên ngửi thì ai nấy đều té ngửa, bởi đây chính xác là quả mít nhưng không biết làm cách nào để ăn. Đoạn video quay lại quá trình bổ mít của cô gái sau khi đăng tải đã làm nhiều người đặt ra thắc mắc rằng không biết đây là đãi khách hay đuổi khéo khách nữa. Một số bình luận đáng chú ý mà cộng đồng mạng đã để lại ở bên dưới video: mẹ cố giữ em ấy thêm vài năm nữa chứ đừng cho lấy chồng vội, kẻo khổ người ta nha. Gặp mẹ tôi là bị chửi tơi bời khói lửa luôn, chứ không có chuyện trêu vui như vậy được đâu nha. Chắc diễn cho vui quá, chứ tôi 60 tuổi đến nơi rồi mà chưa gặp phải trường hợp như thế này bao giờ cả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.